Không hiểu sao sau những cơn mưa của Sài Gòn thì Vĩ lại rất thích đi con đường này và ghé vào những xe hoa để mua vài bó hoa mang về. Chiều nay trời Sài Gòn lại mưa và vẻ đẹp của những xe hoa hồng này khiến người ta khó mà cưỡng lại được. À, cái đoạn đường này cũng là đoạn đường mà bán trái cây bốn mùa luôn đó mọi người. Mùa này thì chắc là mùa của trái thanh mai và trái mây rồi. Mấy bạn có biết trái mây không? Mấy bạn đã từng ăn trái mây chưa? Lúc đi ngang Vĩ thấy và cũng ghé vào để mua. Mới đầu là Vĩ cứ nghĩ là chua lắm luôn á, nhưng mà sau khi ăn thử á thì Vĩ mới phát hiện là nó chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Mà Vĩ ngộ lắm nha, mấy cái loại trái cây như thế này á thì Vĩ rất thích chấm muối. Muối chấm á là phải giã chung với ớt và muối hào hảo thì mới ngon được. Đây là trái thanh mai nè, lần đầu tiên Vĩ ăn luôn á, cảm giác là nó cũng có hơi vị chát nhẹ, ăn cũng rất là ngon. Còn đây là trái mây nè, cái loại này thì cũng tùy trái nha, có trái rất là chua luôn á nhưng mà có trái rất là ngọt. Ngày hôm nay Vĩ mua hên sao, trái nào cũng ngọt hết trơn. Bởi vậy nếu mà bạn nào hỏi Vĩ thích mùa nào nhất trong năm á thì Vĩ trả lời là mùa hè. Bởi vì mùa hè thì Vĩ sẽ tha hồ được ăn rất là nhiều loại trái cây ngon.